Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ thấy mấy hôm nay trời mưa gió, nước ngập hẳn lên đầu gối, thế là ông anh tranh thủ đưa cần với thêm cái ghế làm thêm một ly cà phê nữa là câu thôi. Ông chú kia không biết đi đứng kiểu gì, hay là nhìn thấy em ếch nào trên bờ mà thấy vứt xe chụp luôn, chắc ếch to lắm nhỉ.